Sơn chào cá bà con ha. Tiếp tục thì Thác Sơn quay năng suất lúa ở đồng ba vụ của Ô Long Vĩ không con? Đây Ô Long Vĩ dân giáo ha. Đây là Ô Long Vĩ của Châu Phú. Thì thông báo bà con thì một số bà con đây bán sau cái đồng này thì còn cái đồng này dài Châu Phú nó thì cắt từ đây tới lối gầm tháng 7 là lúa sạch bách rồi đó bà con ơi ha. Nói chung là tới đó là lúa lên 10.000 cũng không có lúa đâu bán. Thì hiện tại thì lúa nghe nói sụt bữa hổm thì ở xã Vĩnh Châu á bà con là 9.500, 9.600 là có ha, nhưng mà sao lại cuối cùng lúa nó sụt á thì 9.000 lái không dám mua nữa. Thì do ở đây là do thứ nhất là do bên bình ổn giá, rồi thứ nhất bình ổn giá, thứ hai là ba doanh nghiệp á hồi đợt trước nó lỗ, cái tầm trước lỗ được sao là có thể là nó găm hàng á bà con, nó không xuất khẩu á, nó để nó dự trữ là để nó, khi mà hết lúa rồi nó xuất khẩu để cho lúa giá lúa sụt xuống á, nó có thể nó tung ra thì nó lời hơn. Thì lúc đó giá gạo cao, giá gạo có 700-800 đô trên tấn thì giờ bà con cũng đâu có lúa đâu bán, lúa 11-12 ngàn cũng đâu có đâu bán. Đây là bà con, đây một số bà con lấy 7.900 rồi 8.000 có ha. Ở đây bà con ta lấy cọc là trung bình là 8.000, nhưng mà giá hiện tại là cũng nằm ở mức 84-85 ha bà con. Thì lúc nào giờ ngoái nó mua lúa hay lời cũng có lời, nhưng mà nhiều khi lúa sụp bất ngờ nó lỗ cũng tội nghiệp đó. Nói chung là có lời có lỗ làm gì chứ, không có khi nào lời hoài, không khi nào lỗ hoài ha. Đợt trước lời có thể là mấy đợt sau này nếu mà lỗ cọc ấy thì nó có thể thì nó lỗ lận. Còn nói về năng suất thì bà con thấy cái dạng bông này thì ba vụ đất ba vụ thường bây giờ thì nói chung với kết hợp với cái thời tiết các bà con thấy năng suất nó không có ha. Đây bà con thấy làm lúa nó rất là bự luôn, cây nào cái nấy cộng nào con nấy bình lạnh không nè đó. Nhưng mà nó thưa ha, với một số bà con không thưa vậy thì trái ngược là bông ní và nó bị lem lép. Đặc biệt là ở em 18 thì bà con làm nếu mà không có kỹ thuật về cái cách lấy gạo thì nó sẽ bị lép cỏ rất nhiều, hoặc là phun xịt nó không đúng cử đó, nó không đúng cái lộ trình, cái cử ở đây mình không có nói ngày được, do mình dòm theo cái bông mình chỗ nó sao, có khi chỗ chậm chỗ trễ mà bà con mình xịt đó, thì nó tác động trước, bà con xịt người trước thì nó có thể là hay hơn, lem lép hơn. Nó còn bà con xịt trễ cử hoặc trễ 1-2 ngày thôi là nó tấn công thì nói chung là cũng lem lép, hoặc là bệnh hậu ôm này kia cũng gây thất thoát năng suất hả bà con. Thì giá ở đây thì bà con báo giá bà con thì ở xã Vĩnh Châu, ý ở xã Ô Long Vĩ Châu Phú thì bà con ta lấy gặp 8.000. Thì đây chợ máy qua cho bà con xem dàn lúa ha. Thì đây thì theo năng suất của bà con đây thì một số bà con mình làm trung bình nó khoảng 13 bao công ngàn 3 vuông ha, 13-14 bao. Một số bà con mình được 15-16 bao là trung bình 800-850 kg là bà con nặng phân nặng thuốc mới được ha, chứ nhẹ phân nhẹ thuốc không được đâu. Đó rồi vô vụ sau là bà con thấy đi, rồi bắt đầu phân thuốc lên nè. Trăm lẻ năm cắt mau ha, cái hàm nó tới 2 mét mấy. Thì nói về trước tiên thì cho bà con xem cái vàng lúa vàng gạo trước đi rồi mình tâm sự sau. Thì bà con thấy lúa này nói chung là vô gạo ổn ha, cũng đỡ nè, này thấy nó xanh đó, cũng bị lép vàng lê gai không con, là lép vàng nè. Ừ. Đây chảo được sau là ngay nắng không cũng đâu có mưa gì nhiêu đâu mà nó bị lép vàng này. Ừ. Nói chung là lép thấy vậy đó, chứ năng suất không có, với thưa nè, nói chung dày thì nó có cái bệnh dày thưa bệnh thưa. Đây này thì khoảng 13 bao thôi con ơi, 12-13 bao công cắt thôi, bảo đảm mà con luôn. Thì bao này trung bình khoảng 56-58 kg là nhiều ha. Thì nãy có căng ở trên kinh thì Thác Sơn thấy rồi, mấy bao này nó trung bình 56, giờ lỏng lỏng là 54-55 nữa. Với lúa này nó không có nặng ký, nó nhẹ ha. Thì giá bây giờ 8.000 thì nói chung thì thời điểm hiện tại thì phân đợt trước bà con xài có 400 mấy con bao à, thì nói chung thì nó tính ra thì có lời, nhưng mà hiện tại thì giá phân nó lên tới 600-700 rồi bà con ơi, tiền mặt hiện tại ha. Thì sau vô vụ 3 này bà con làm là bắt đầu chi phí nó tăng cao lên đó, bà con tính đi. Một số bà con thì Thác Sơn nói về cái năng suất cái lúa 3 vụ lúa mình đây là một số bà con nghe nó làm rất nhiều, lúa 7-8 ngàn thôi, ông đó bán lúa giàu đi mướn đất đi làm cho biết với người ta
lợi tờ thích sân, nhiều khi thích sân đi quay thấy một số bà con mình lúa trúng có lợi thì nó cũng mừng lắm. Tại vì không khi nào bà con mình trúng hoài cũng lợi hoài đâu, nó cũng có lúc thiếu hụt, có lúc thì vừa đủ ăn. Cái ngộ làm lúa mình đây cũng như là làm như là sống qua ngày thôi, chứ thật sự thì nó giàu thì cũng có giàu nhưng mà ít lắm. Đất đất nhiều dữ lắm, dưa gây mới giàu ăn chứ. Nó thận thời tiết lắm. Thời buổi bây giờ là thời tiết nó khó khăn rồi. Con thấy làm lúa năng suất nó thấy nó không có được đạt nữa. Đặc biệt là đất ba vụ, kể cả hai vụ luôn. Làm như nó không còn cái phù sa hay là sao đó. Làm nặng phân nặng thuốc dữ lắm nó mới trúng. Đất hai vụ luôn hết bà con, thì bà con nào có làm đất hai vụ thì biết rồi đó. Rất là nặng luôn. Ở đây ví dụ bà con mình bán một con cắt, bà con mình cho bà con mình lời trừ hết tiền cắt, tiền nước, tiền sớ, tiền chạc, tiền tiền nước luôn ha. Cho bà con mình lời giỏi lắm là với cái điều kiện năng suất này thì lời giỏi lắm là 2 triệu trên công. Với cái giá lúa 8 ngàn, 2 triệu trên công. Rồi bà con quay đầu lại rồi bà con tính đi. Đó, bây giờ phân mắt đó là 2 triệu đó, rồi bà con để làm vụ 3 nè. Thường thường thì năng suất có theo vụ ha. Thu vụ đông xuân là trúng nhất, là cái tiếp vụ hè thu này. Vụ 3 nếu trúng mưa gió nó còn thắt nữa. Đó, nói chung là vậy. Mà phân thuốc nó mắc thì chi phí nó cao lên, thì chừng nữa nếu lúa không có năng suất 600-700 công cắt thì nó cũng như xong. Giá lúa 8 ngày cũng lỗ luôn, cũng không ăn luôn. Tiền chi phí, tiền công, xịt sọt, mướn, xịt sọt, giải phân, con tính nha đi. Cái mình nói là 2 triệu là mình trừ tiền phân, tiền thuốc cắt kéo thôi, chưa có tính tiền công. Một số bà con chưa có tính tới hết tiền công. Con thấy vậy chứ xả xuống nè, tiền ốc, tiền cỏ, tùm lum hết trơn. Nó ra nhiều lắm, nhiều món lắm, nó mới ra được cái bông lúa hiện tại bây giờ. Cho mà làm nông dân mới biết cực, nó là cực dữ lắm luôn. Mà ra mà lúa mà con trúng rồi thì bà con nông dân vui lắm, mà lúa thắt rồi thấy nó buồn. Tới với cái giá lúa này thì 8 ngàn thì bà con mừng 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 thì trúng giá, nhưng mà thắt mùa, ngộ. Rồi thì bà con báo giá lúa cho Hắc Sơn, báo giá lúa cho bà con nghe tham khảo ha, hiện tại 8 ngàn đó. Bà con lấy cọc á, nhưng mà giá hiện tại cũng 8 ngàn mấy bà con ơi, từ dao động từ 84 đến 86 ha. Rồi Hắc Sơn chào bà con.